một dòng chảy lịch sử của dân tộc Việt Nam, được lưu giữ trên chất liệu gốm, được tái hiện ngay giữa thủ đô, con đường gốm sứ ven sông Hồng. Và một người phụ nữ đã mang đến rất nhiều dự án, công trình nghệ thuật ngoài trời như thế, chính là họa sĩ Nguyễn Thu Thủy. Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, là với con mắt của một nghệ sĩ thì khi mà đi trên những đường phố của Hà Nội, ở những chỗ nào mà chưa đẹp mắt, chưa ưng ý thì mình lại có một cái mong muốn khát khao là được dùng nghệ thuật để làm đẹp những cái cung đường, những cái góc phố của thủ đô. Hà Nội đã tạo nên dấu ấn và sức hút riêng đối với mỗi người. Hà Nội xưa và nay như hòa vào nhau trong từng đường nét kiến trúc, không gian. Sinh ra và lớn lên tại nơi đây, trong lòng Hà Nội. Ngay từ khi chạm ngõ với hội họa, họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã luôn đau đáu, ấp ủ những công trình nghệ thuật dành cho thủ đô yêu mến. Bên cạnh con đường gốm sứ ven sông Hồng, đài phun nước bông sen vàng của chị nằm ở không gian Ba Đình lịch sử. Chị đã dùng một trụ cột chính chịu lực cho 3 tầng cánh với tổng số 18 cánh sen. Dù tạo hình chính bằng khối bê tông, nhưng bông sen nhìn vẫn bay bổng, thanh thoát. Bằng sự lấp lánh trang nhã của hàng triệu viên gốm, các tác phẩm nghệ thuật ngoài trời này đã thực sự đánh thức không gian Hà Nội và thu hút được sự quan tâm của rất nhiều bạn bè trong và ngoài nước. My name is Afifi Negus, and I come from Virginia Beach, from the U.S. And my husband and I, this is our first time visiting Hanoi. And as we were walking around, we were really surprised when we walked and saw this beautiful piece of artwork in, outside. And it looked so different than anything we've seen in Hanoi. So it seems like the country is moving in a different direction. Không chỉ dừng lại ở những tác phẩm dành riêng cho Hà Nội, chị còn có rất nhiều thành công khác như bức tranh gốm Trường Sa, sức mạnh Việt Nam trên đảo Trường Sa lớn, tác phẩm nhiếp ảnh những cậu bé Trường Sa hay Trường Sa trước bão, nhà hội họa, điêu khắc, nhiếp ảnh, nhà báo. Phải, người phụ nữ này đã xuất hiện ở xã hội với rất nhiều vai trò, và điều làm chị hạnh phúc nhất đó là mang được dấu ấn của Việt Nam đến với thế giới. Khi nhận được tin về những cái giải thưởng, cảm xúc của tôi lúc đấy là vô cùng hạnh phúc. Ý tưởng sưu tập những cái bức ảnh cổ của Hà Nội đã có từ lâu, khi mà tôi muốn được thể hiện những cái hình ảnh đẹp về Hà Nội cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, khi mà nhiếp ảnh lúc đó bắt đầu phát triển và người Pháp mang đến Việt Nam, thì những cái bức ảnh này lưu giữ cả một cái phần lịch sử của thủ đô Hà Nội xưa. Và trên những cái bức ảnh này, chúng ta tìm thấy những cái nét đẹp văn hóa, lịch sử và những cái truyền thống của Hà Nội. Tất cả những hình ảnh về kiến trúc, về sông Hồng, cầu Long Biên, nhà hát lớn, những khu phố cổ. Ngày nay, người phụ nữ này vẫn tiếp tục ngược xuôi, bận rộn với những dự án mới. Con đường gốm sứ ven sông Hồng vẫn còn đó, những công trình nghệ thuật về đất nước vẫn hiên ngang trên mọi nẻo đường, như một phần văn hóa dân tộc đang được lưu giữ. Tôi muốn mang hết khả năng của mình, khả năng sáng tạo, thời gian, sức lực, năng lượng để cống hiến cho nghệ thuật công cộng, làm đẹp các không gian ở thủ đô Hà Nội, ở quần đảo Trường Sa và các tỉnh thành trong cả nước. Và tôi cũng rất mong muốn các bạn nghệ sĩ trẻ có những công trình nghệ thuật đẹp trong quê hương đất nước. Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy đã truyền cảm hứng yêu quê hương đất nước cho nhiều thế hệ con cháu nay và mai sau. Gặp chị, chắc chúng ta có chung cảm nhận, chị thu hút bởi ánh nhìn vui vẻ và thông minh. Nhưng hơn tất cả, đó chính là sự nhiệt huyết và chân thành trong từng câu chuyện. Và có lẽ đó chính là hình ảnh của người phụ nữ đã cháy hết mình vì đam mê, vì tình yêu đối với Hà Nội và với Tổ quốc từ thuở nằm nôi.